Sự kiện được mong chờ nhất tháng 4 được tổ chức bởi Hiệp hội Thẩm mỹ Hoa Kỳ và Thẩm mỹ Quốc tế Paris. Hội thảo giảm béo Hoa Kỳ 2019 ra mắt công nghệ đốt mỡ tự nhiên Lipo-Slimming với sự tham gia của bàn tay vàng giảm béo Michael Kugler, phù thủy trẻ hóa già số 1 châu Âu Vincenzo Mancini, chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Bạch Mai, phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia tại khách sạn đẹp nhất châu Á Thái Bình Dương với màn trải nghiệm dịch vụ ngay tại sân khấu cho khách hàng tham dự hội thảo. Đặc biệt cơ hội nhận 2 suất giảm béo miễn phí trị giá 500 triệu đồng và ưu đãi thẩm mỹ lên đến 5 tỷ đồng duy nhất 9 giờ đến 12 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2019 tại khách sạn Lotte 54 Liễu Giai Ba Đình Hà Nội. Hotline đăng ký 0386 463 463.